Lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa nhật thứ 32 thường niên, ngày 9 tháng 11 năm 2020. Lạy Cha thương xót, thương xót thân con tội lỗi. Vì Cha đã đứng muốn cứu rỗi cho ai lỡ lòng, Cha không xét xử tội lỗi con, Cha ôm ấp chưa lành vết thương. Vì Cha là đấng xót thương, Cha là đấng nhân từ với lòng thương xót, Cha là đấng nhân từ với lòng thương xót. Mến chào anh chị em. Chúc anh chị em một tuần lễ mới tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Chúng ta dâng tuần lễ mới này lên cho Chúa, dâng công ăn việc làm, sức khỏe, dâng tất cả những chương trình, những dự án của cá nhân, của cộng đoàn, của gia đình. Và chúng ta dâng thế giới này cho lòng thương xót của Chúa. Nhìn xem biết thế giới chúng ta đang trải qua rất là nhiều xáo trộn. Thứ nhất là cơn đại dịch vẫn chưa chấm dứt và có nguy cơ bùng nổ vào mùa đông này. Nhất là ở bên Mỹ, bên Âu Châu, những nước lạnh là nơi dễ cho virus corona phát triển. Thứ hai là thiên tai, lũ lụt, rồi động đất, rồi sụt lở. Đặc biệt là tại Việt Nam, hết cơn bão số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, rồi lại 11, rồi sắp thành 12, 13 gì đó, lại sắp tiếp tục đổ vào. Trong tháng 11 này, chúng tôi sẽ đi ra ngoài miền Trung để làm công việc là chia sẻ tình người với anh chị em của mình, không phân biệt tôn giáo. Ai cần, những con người cần giúp đỡ thì chúng tôi giúp, và chúng tôi liên lạc trực tiếp với địa phương, với các cha hay là các nữ tu sĩ ở đó để biết chắc những nơi nào cần giúp và đáng giúp, để những món quà được đưa đến tận tay. Có khi người ta chỉ đi ở những nơi dễ đến rồi quay phim chụp hình, nhưng mà những vùng xa, vùng sâu, địa phương đó không có đi lại được, cho nên thiếu phương tiện truyền thông, họ không thể báo cho biết được, thì chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc đến những nơi đó. Anh chị em cầu nguyện để chúng tôi đi về được bình an. Và khi đi làm công tác bác ái, tránh tuyệt đối cái hình thức gọi là phân biệt đối xử. Ví dụ như cũng có nhóm công tác gì đó cũng nổi tiếng lắm, một hai người cũng thu góp được nhiều, nhưng mà đi thì lại lợi dụng lúc đó để đi tuyên truyền cái tôn giáo của mình. Ví dụ bảo là ai là người đạo Phật thì được quà nhiều hơn, người công giáo thì ít hơn, hoặc là người đạo khác thì ít hơn, rồi mình lợi dụng đó mình đi tuyên truyền cái tôn giáo của mình. Thì tôi nghĩ rằng như thế chúng ta không nên làm như vậy. Mọi người đều là anh chị em với nhau, thương yêu hết mọi người, mà ưu tiên không phải là người có đạo mình hay không đạo mình, mà ưu tiên là những người nghèo khổ. Cái đó mới là đúng. Đạo phải dạy yêu thương, và yêu thương những người nghèo khổ. Và những người ngoài đạo có khi cần phải ưu tiên hơn là những người trong đạo. Như thế thì mới diễn tả được cái sự gọi là từ bi hỷ xả, diễn tả được lòng thương xót. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện cho thế giới chiến tranh loạn lạc, chiến tranh biên giới giữa những cường quốc, rồi chiến tranh giữa những nước này với những nước khác, và đưa ra biết bao nhiêu những vũ khí hủy diệt, tối tân và tốn kém biết bao nhiêu. Cái tiền mà mua bán vũ khí đó cứu trợ được biết bao nhiêu những người dân trong vùng lũ lụt hoặc là trong cơn đại dịch, trong khi dân thì đói, khổ, không có cơm ăn áo mặc, mà những người lãnh đạo thì cứ lấy tiền đó đi mua vũ khí rồi đi xâm chiếm nước khác hoặc đi đánh nhau. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho Hoa Kỳ, cả thế giới đều hướng về đất nước Hoa Kỳ để cầu nguyện. Xin Chúa soi sáng cho những người dân tìm được những người lãnh đạo xứng đáng. Có khi người không công giáo họ lại tốt hơn những người công giáo.
Đó là cái điều đáng buồn. Cho nên là mình cầu nguyện để làm sao những người Công giáo phải sống làm gương sáng cho những người không Công giáo thì tốt hơn. Và tôi thấy những người không Công giáo thì họ lại sống minh bạch tốt hơn. Cho nên là xin Chúa cho có một cái sự công bằng trong đó. Phải có công bằng rồi mới nói chuyện bác ái. Không công bằng mà có sự gian lận trong đó thì không thể nói đến chuyện hòa bình và bác ái được. Cho nên bước đầu để người lãnh đạo là phải quang minh, chính đại, công minh ngay từ bắt đầu. Còn ngay từ bắt đầu mà mình bước vào cái đường lãnh đạo bằng con đường gian lận hay là gian trá, gian dối thì nó sẽ kéo theo hậu quả không biết nó sẽ như thế nào và ảnh hưởng đến cả thế giới. Cho nên chúng ta tha thiết nài xin Chúa đứng vào lòng thương xót, đói thương đến thế giới này. Và nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Vì nếu họ quay về với lòng thương xót của Chúa thì họ biết yêu thương nhau, biết xót thương nhau, sống công bằng, sống bác ái, không còn gây hấn, không còn chiến tranh và không còn gian dối, gian lận nữa. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 32 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, khởi đầu thư của Phaolô gửi Tito, chương 1 câu 1 đến câu 9. Thư Tito, chương 1 câu 1 đến câu 9. Khởi đầu thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Tito. Tôi là Phaolô, tôi tớ của Thiên Chúa và tông đồ của Đức Giêsu Kitô, có nhiệm vụ đưa những kẻ Thiên Chúa chọn đến đức tin và sự nhận biết chân lý phù hợp với đạo thánh, với niềm hy vọng được sự sống đời đời mà Thiên Chúa đấng không hề nói dối đã hứa từ thuở đời đời. Vào đúng thời đúng buổi, người đã biểu lộ lời người trong lời rao giảng đã được giao phó cho tôi. Theo lệnh của Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta, tôi gửi lời thăm anh Tito, người con tôi thực sự sinh ra trong cùng một đức tin chung. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta ban cho anh ân sủng và bình an. Tôi đã để anh ở lại đảo Crypta chính là để anh hoàn thành công việc tổ chức và đặt những kỳ mục trong mỗi thành như tôi đã truyền cho anh. Kỳ mục phải là người không chê trách được, chỉ có một đời vợ, con cái cũng tin đạo và không mang tiếng là sống phóng đãng hay bất phục tùng. Thật vậy, giám quản với tư cách là quản lý của Thiên Chúa phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, không nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn. Trái lại, phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ. Người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý, để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ, vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn lập lại câu đáp. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thanh nhan Ngài. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tưởng. Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thường công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiêm tìm người, tìm thanh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cốp. Lạy Chúa, đây là dòng dõi những kẻ tìm kiêm thanh nhan Ngài. Hallelujah, hallelujah. Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 17 câu 1 đến câu 6. Luca 17
1-6. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay chúng ta thấy có 3 điểm rất rõ. Thứ nhất là làm gương sáng, ngược lại là đừng có làm gương mù. Thứ hai là tha thứ, mà không phải là tha thứ 3 lần. Việt Nam gọi là quá tam ba bận, nhưng mà tha thứ vô giới hạn. Thứ ba là có lòng tin, gương sáng, tha thứ và lòng tin. Đó là 3 điểm trong bài tin mừng ngày hôm nay mà mỗi người chúng ta nghe đều thấy rất rõ. Có khi ta thấy rõ lắm, nhưng mà khó làm, đúng không? Rõ thì rõ đó, sao mà khó thế? Làm sao mà làm gương sáng được mãi? Mà nếu mà làm gương mù gương tối mà làm cho người ta vấp ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà xô xuống biển, còn hơn là để nó làm cớ cho một trong những trẻ nhỏ này vấp ngã. Làm sao mà làm được khi mà người ta xúc phạm bên mình mà đến tới 77 lần 7, có nghĩa là không có giới hạn. Số 7 là số hoàn hảo. 77 lần 7 không phải là 77 nhân với 7, rồi hết cái đó, còn tới cái hết quá giới hạn đó thì chúng ta tính không, không có giới hạn. Số 7 trong Kinh Thánh là số hoàn hảo. Rồi lòng tin mà cỡ bảo là cái cây dâu này bật lên mà xuống dưới biển kia nó cũng vâng lời. Làm gì có chuyện đó, ta thấy không? Vì thế mà nghe lời Chúa xong, ta phải cầu nguyện để xin Chúa, thứ nhất cho mình hiểu, cho rõ, cho đúng. Hiểu không rõ, hiểu không đúng thì chúng ta sẽ làm sai thôi. Cái điều quan trọng là phải hiểu cho rõ, cho đúng đã. Có những người mới nghe bảo là làm cái này, làm cái kia, nhanh nhiều đoạn, chạy đi làm liền, mà chưa hiểu rõ cái công việc mình làm như thế nào, chưa hiểu rõ cái ý định của người ra lệnh cho mình như thế nào, chưa có thông, gọi là đã thông tư tưởng. Có những người nhanh nhiều đoạn, với bảo đi mua cái chạy đi mua liền, mua cái gì, mua kích cỡ làm sao, như thế nào, thế nào. Tôi sợ những người nhanh nhiều đoạn. Thà không làm còn hơn làm sai, phải không? Người ta bảo là nhiệt tình cộng với ngu dốt trở thành phá hoại là vậy. Thà không làm. Cho nên thường khi mà tôi nghe ai nói cái gì, tôi hỏi lại coi, thưa có phải như vậy hay không? Nếu mình không rõ mình cứ hỏi lại. Đừng có nghe gà hóa quốc, nghe câu được câu trăng, rồi chúng ta không có kiểm tra, không kiểm chứng lại. Cho nên khi mà tôi nói với ai cái gì, tôi cũng ít khi nói một lần. Nhắc lại, ra tiệm đó mua cho tôi cái này, cái này, cái này. Hay là con lên chỗ bàn thờ đó, con cái hoa này, cái nến này, này, này. Rồi, rõ không? Đây này, cái hoa này này, cái nến này. Hướng dẫn thật rõ, hỏi lại, chắc chưa? Hiểu rõ chưa? Rõ. Hay là tôi đi gửi, tôi gửi bài như vậy. Thu xong rồi có cái trục trặc gì đó,
Tôi hướng dẫn anh kỹ thuật viên, hướng dẫn xong tôi hỏi con có hiểu được rõ không? Con hiểu rõ rồi. Chứ nhiều khi vâng mà làm sai, mà thà không làm còn hơn là làm sai. Chị em thấy cái điều quan trọng khi lắng nghe lời Chúa là như vậy. Thế thì với cái ý thứ nhất là không thể không có cớ làm cho người ta vấp ngã. Rõ ràng không thể không có nghĩa là có không? Không thể không, hai cái không trở thành cái có. Cớ vấp phạm, gương mù gương xấu, chắc chắn là có. Vì con người mình mà, nhân vô thập toàn. Nhưng mà khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá vào cổ nó và xô xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em phải đề phòng. Tại vì khi mình làm một điều xấu mà chỉ mình lãnh cái hậu quả, nó là một. Nhưng nếu mình làm điều xấu mà mình lại là người lãnh đạo, là người có trách nhiệm, là người hướng dẫn, là người mục tử, là người làm cha, làm mẹ, thì cái lỗi đó, cái sai đó nó nặng hơn nhiều. Vì lý do là mình có trách nhiệm trên những người khác. Và những người khác nhìn vào mình thấy rằng là mình nói một đàng làm một nẻo là tiêu rồi. Cho nên thưa anh chị em, chúng tôi, những anh em linh mục, những người mà lãnh nhiệm vụ Chúa trao phó qua giáo hội, đó là nhiệm vụ rao giảng. Điều đó rất là quan trọng, mà cũng là một cái nhiệm vụ khó và nặng nề nhất, là mình phải nói làm sao cho đúng, cho chính xác. Nguyên cái việc nói cho đúng, cho chính xác đã khó. Nói đúng, nói chính xác xong thì cũng phải sống đúng cái điều mình nói. Cho nên nếu mà không thì sẽ là gương mù, gương xấu cho người giáo dân. Anh chị em sẽ nói rằng cha nói một đàng mà cha làm một nẻo. Và có nhiều người vì thế mà bỏ đạo. Bỏ đạo, không đi lễ, không đi nhà thờ nữa vì lý do là thấy bị vấp phạm. Vấp phạm, nói là khó nghèo mà sao mà cha sang quá. Thế không ạ? Nói mà hiền lành sao mà cha dữ tợn quá chẳng hạn. Nói mà khiêm nhược sao mà cha kiêu ngạo quá chẳng hạn. Nói là gần gũi với người dân mà chỉ gần gũi với người giàu không chẳng hạn. Nói là ăn uống tiết kiệm mà cha ăn nhậu là bê bết quá chẳng hạn. Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Cho nên cái trách nhiệm của những người càng làm lớn bao nhiêu thì cái trách nhiệm của mình lại càng nặng nề bấy nhiêu, vì nó là liên đới đến người khác, không phải chỉ có một mình. Vì thế mà tôi thấy sao người ta ham làm tổng thống đấy, không biết giành lấy bằng được. Thôi thì cứ đường đường chính chính đi, song phẳng đi. Ai có tài có đức thì dân nó thấy thì nó bảo vậy thôi. Mình không tài không đức mà mình đi bằng cái con đường gian lận, bằng cái con đường dối trá thì lại gương mù gương xấu. Thà buộc cối đá vào ném xuống biển Thái Bình Dương còn hơn là để cho ông làm tổng thống, hơn là để cho ông làm chủ tịch, hơn là để cho ông làm tổng bí thư. Thế Việt Nam bây giờ cũng đang bầu lại, cũng lựa chọn những người mà xứng đáng để vào gì đó quốc hội hay là vào hội đồng nhân dân vân vân. Thì những cái người mà dám đứng lên nói cái cương lĩnh của mình, nói đến cái chương trình kế hoạch của mình, nếu tôi làm tổng thống, nếu tôi làm chủ tịch, nếu tôi làm bí thư thì sẽ thế này thế này thế này, nói quấn lưỡi 7 lần, liệu coi mình có làm được hay không. Nếu mà không làm được thì đừng nói. Nó bảo khổ cho ai mà không nói ai bầu. Thì thôi đừng có đứng cử nữa. Mình không có tài lại vô đức thì sao mà ứng cử được. Cho nên cái khó là làm sao kiếm được người vừa có tâm vừa có tầm, tức là có tài và có đức. Nếu mình chỉ có tâm, tức là có đức, mà không có tầm, tức là không có tài, cũng chả làm được cái gì. Cùng lắm thì xoa dầu cù là vui vẻ với nhau thôi, chứ còn vô tổ chức, không có kế hoạch gì cả.
có lòng tốt, không tham nhũng, không hối lộ, không móc ngoặc, không có dối trá, nhưng mà không có tài tổ chức, không có tài ăn nói, không có tài điều binh khiển tướng, nói ai nghe. Có tâm mà không có tầm, có đức mà không có tài. Nhưng mà ngược lại, nếu một người có tài mà không có đức còn nguy hiểm hơn. Nguy hiểm ở cái chỗ là họ có tài, họ khéo léo tổ chức, họ khéo léo che giấu, họ khéo léo mưu mô, họ khéo léo bày binh bố trận, đủ thứ hết. Họ vơ vét lợi lộc của họ, thí dụ thế. Rồi dễ trở thành người độc tài. Người độc tài là người có tài mà không có đức gọi là độc tài. Nắm quyền vô. Mà không có đức, không có lòng thương xót thì chỉ có chết thôi. Mà nếu mà có lòng thương xót mà không có khả năng làm cái gì thì cũng bắt nháo hết với nhau vậy. Thôi cứ cười xòa với nhau rồi đói chung với nhau cho nó vui vậy thôi, làm cái gì. Thế anh chị em, cho nên nếu một người có trách nhiệm, dù một cộng đoàn, một gia đình, một giáo xứ, một giáo phận, hay là một quốc gia, hay là những người lãnh tụ của cái thế giới chẳng hạn, thì phải là người có tài, có đức, người dân lựa chọn. Bỏ thưa cha, bây giờ khó, người có tài thì không có đức, người có đức thì không có tài. Thì những người như vậy thì đừng có ra ứng cử nữa thì tốt hơn. Rồi biết mình, cái quan trọng là biết mình. Biết tôi có đức, tôi hiền lành, nhưng mà không có tài. Biết tôi có tài, nhưng mà tôi vô đức, tôi dễ làm cái điều độc tài, độc đoán, tác hại vô cùng. Vì thế mà chúng ta thấy trong bài đọc 1, thư Phaolô gửi Tito nói với Tito thế này này. Tôi để anh ở lại Crete để anh hoàn thành công việc tổ chức và đặt những kỳ mục trong mỗi thành như tôi đã truyền cho anh. Kỳ mục trong mỗi thành tức là người lãnh đạo, người mục tử. Kỳ mục phải là người không chê trách được, chỉ có một đời vợ, con cái cũng tin đạo, không mang tiếng là sống phóng đãng hay bất phục tùng. Đấy, nếu mà không có cái điều đó, đừng có ra lãnh đạo, đừng làm kỳ mục, đừng người đứng đầu trong mỗi thành. Phải là không chê trách được, con cái tin đạo, không mang tiếng là sống phóng đãng hay bất phục tùng. Thật vậy, giám quản với tư cách là quản lý của Thiên Chúa, như linh mục, như giám mục thì chẳng hạn. Phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, vì càng làm lớn bao nhiêu càng dễ ngạo mạn bấy nhiêu. Không nóng tính, không nghiện rượu. Khó, có chức có quyền đã mời đi ăn đi nhậu rồi cũng phải dính vô thôi. Không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn. Đó là những cái không. Nhưng mà không như vậy chưa đủ. Phải có những cái có nào đấy chứ. Tôi không nghiện rượu, tôi không hiếu chiến, tôi không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn. Thế nhưng mà tôi lại hay nói dối chẳng hạn thì cũng không xong. Thế mà tôi lại hay ghen ghét thì cũng không có được. Thường mình càng có quyền bao nhiêu thì mình hay kiếm lợi bấy nhiêu. Gọi là quyền lợi. Quyền đi với cái lợi. Có quyền thì đi tìm cái lợi. Lợi lộc thấp hèn tức là tìm cái lợi bất chính để cho cá nhân mình. Gọi là lợi lộc thấp hèn. Trái lại, phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ. Đó, người lãnh đạo đấy, người mục tử đấy, người mà đứng đầu đấy, một tổ chức đấy, một đất nước đấy, một quốc gia đấy, phải là người hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ. Người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý. Gắn bó với lời của Chúa. Gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý. Phải nắm vững giáo lý để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ. Đồng thời vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối. Người lãnh đạo mà không vững về giáo lý, không vững về kinh thánh, để cho người ta vặn mấy cái là bí, thua. Hoặc là không hiểu cho đúng, rồi đi giảng, nó chật, nó chạch, nó sai một ly đi một dặm. Vì nếu
Ví dụ như là anh Thắng kia chẳng hạn, anh ấy nói với vợ anh thì chỉ có hai người, cùng là vợ anh nghe. Nhưng mà nếu anh Thắng anh ra giữa đi họp nhóm chẳng hạn, nhóm Kinh Thánh mà anh nói hướng dẫn sai thì cả nhóm đó sai. Rồi cái người sai đó đi về nhà mình lại nói cho gia đình mình, cái loại sai, cái vết dầu răng của sự sai đó nó cứ sai hoài. Cho nên giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối. Nhất là bây giờ thưa anh chị em, người ta hay lý lẽ lắm, mà mình mà không vững giáo lý, không vững Kinh Thánh, dễ bị rối đạo, dễ bị lạc đạo, rồi mình bỏ đạo. Vì thế mà ta thấy có một thời là cái gì đó, đạo mẹ Chúa Trời. Anh chị em thử suy nghĩ coi. Một giám mục nói với chúng tôi là một giáo phận mới đầu chỉ có một hai sinh viên, nó đi Hàn Quốc nó về. Rồi nó học cái đó. Vậy mà nó lôi kéo cả 100, cả 200 người trong cái giáo phận đó. Mà họ nghe một cách say sưa, một cách say mê. Trong khi đó, mình huấn luyện bao nhiêu năm, từ bé rửa tội lên. Mà nhiều khi, chính những anh chị em giáo dân mình này, có lôi kéo được những người khác đến mà giảng đạo cho họ không? Thấy chưa? Này, ông Sum anh đã giảng cho ai được chưa? Này, chị Phúc kia, chị đã lôi kéo được ai chưa? Chị Phương, chị lôi kéo được ai chưa? Chị Hiền, chị lôi kéo được ai chưa? Anh Tuấn, anh lôi kéo được ai chưa? Thấy không? Có khi mình học hỏi xong rồi cái lúc nào mình cũng mặc cảm là em chả, em không biết gì đâu. Trong khi đó những người lạc đạo, những người rối đạo, họ lại mạnh dạn họ đi tuyên truyền những điều sai lầm. Mà họ nói một cách sắc tín, nhiệt tình, làm cho người ta dễ nghe và người ta đi theo. Cho nên bây giờ nếu mà không chịu học hỏi, cũng cảm ơn Chúa là mỗi ngày có lời Chúa đưa đến anh chị em, chúng tôi cũng cảm thấy rất nhiều người nói rằng vì đi lễ thì không có thời giờ, có khi giai giảng chỉ được 5-10 phút, giảng lâu thì giáo dân họ ngồi nó kêu không được. Cho nên ở nhà chả muốn giảng bao nhiêu con nghe bấy nhiêu. Không nghe hết thì chốc nữa nghe tiếp. Rồi tối nghe tiếp. Hoặc là lái xe 2-3 tiếng đồng hồ nghe hết bài giảng của cha cũng được rồi. Tôi thấy không được. Mình chịu khó nói thêm một tí. Anh chị em chịu khó nghe cho nó rành mạch, cho nó rõ ràng, cho nó chính xác. Rồi có đủ khả năng để nếu mà trên mạng anh chị em đọc hoặc nghe những cái tin tức hoặc là những cái nguồn tin hoặc những cái bài giảng, bài chia sẻ mà nó không đúng, nó sai, nó chệch giáo lý Kinh Thánh, hay là nó chỉ 10 cái chỉ cần sai một cái thôi, 9 cái nghe rất là đúng, họ chỉ nhích một cái thứ 10 coi mình đi lạc đường luôn rồi, thấy không ạ? Đang đi thẳng đường chỉ cần nhích cái là đi lạc đường rồi, mà mình không có tỉnh táo dễ bị. Cho nên cái điều đó mời gọi anh chị em mỗi người chúng ta hãy chịu khó học hỏi hiểu biết để mình sống làm gương sáng cho người khác. Mà nếu có sai là chuyện bình thường, xin lỗi Chúa, xin Chúa sửa đổi con để con không trở thành gương mẫu, gương xấu cho người khác. Anh chị em cũng thương chúng tôi, cầu nguyện cho những anh em linh mục để chúng tôi không trở thành gương mẫu, gương xấu cho những người giáo dân đều phải thất vọng vì chúng tôi. Thứ hai nữa là khi mình làm gương sáng thì một trong những điểm đó là tha thứ. Làm sao mình có thể tha thứ cho người khác được? Không, không có khả năng. Quá tam ba bận thôi. Nhưng mà nếu anh chị em cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình, nếu mà chỉ có 3 lần, vậy thì đời mình xưng tội bao nhiêu lần? Tôi, anh chị em, linh mục, giám mục, giáo hoàng cũng vẫn đi xưng tội nha. Anh chị em nhớ là Đức Giáo hoàng trước khi mà Ngài đi giải tội thì Ngài đến tòa, Ngài xưng tội trước, rồi Ngài mới đi ngồi tòa giải tội. Cho nên nếu như vậy anh chị em nghĩ thử coi, nếu mình giữ một tháng mình xưng tội một lần, hoặc là có những người giữ đúng luật là một năm xưng tội một lần, bây giờ là 60 tuổi, 70 tuổi thì có phải là 70 lần mình xúc phạm đến Chúa không? Vậy mà Chúa vẫn cứ tha thứ. Anh chị em có người hỏi tôi là thưa cha, sao, tại sao Chúa bắt phải tha tới 77 lần, nó lờn mặt đi. 3 lần là quá lắm rồi, có rồi nó lờn. Thưa anh chị em, Chúa thương xót, mà cao điểm nhất của sự thương xót đó là sự tha thứ.
tha thứ vô điều kiện. Khi người ta nhận được cái sự tha thứ của Chúa trên cái con người của mình và nhận thấy rằng là mình tội lỗi như thế mà Chúa vẫn cứ yêu thương mình như vậy, cứ Chúa cứ xót thương mình như thế, Chúa cứ tha cho mình như vậy. Cho nên cảm nhận được sự tha thứ, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì mới có khả năng thương xót và tha thứ cho người khác. Như cha đã tha cho con thì con cũng tha cho kẻ có lỗi với con. Mình vẫn đọc kinh lạy cha ngày như vậy. Đong đấu nào thì Chúa sẽ đong bằng đấu ấy. Mình tha thứ cho người khác bao nhiêu thì Chúa, lòng thương xót của Chúa còn lớn hơn muôn vàn tội lỗi của nhân loại cộng lại. Mình, lòng thương xót của mình so với lòng thương xót của Chúa có là gì đâu mà dám nói rằng là tôi tha vậy là nhiều lắm rồi. Thử đếm thử coi mình xúc phạm đến Chúa bao nhiêu lần mà bấy nhiêu lần mình lại Chúa xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Chúa vẫn xót thương, Chúa vẫn cứ tha thứ cho mình. Mỗi lần mình quay trở về thống hối ăn năn là Chúa tha. Có người nói, như vậy thì mình có lợi dụng lòng thương xót của Chúa không? Thưa không. Tại vì ngay lúc mình quay trở về mà mình thành tâm thiện chí thực sự là con muốn quay về, ngay lúc này đây này, xin Chúa tha thứ cho con, thì Chúa chỉ tính lúc đó, ngay lúc đó thôi. Ngày mai ai biết được chuyện gì xảy ra, đúng không ạ? Con người mình yếu đuối, có thể mình sẽ vấp ngã. Nhưng mà nếu cứ nghĩ rằng là mai mình sẽ vấp ngã thì mình chờ đến bao giờ mình không phạm nữa thì mình mới sưng à? Chỉ có khi nào chết thôi. Khi nào chút hơi thở cuối cùng, thân linh hồn lìa khỏi xác thì mình mới hết cái khả năng phạm tội thôi. Tại vì còn trong cái thân xác này thì mình còn hỉ nộ ái ố sầu bi và ma quỷ nó còn cám dỗ được, cho nên là mình còn có khả năng phạm tội. Và khi mình thấy rằng mình còn có khả năng phạm tội thì mình cần đến lòng thương xót, cần sự tha thứ của Chúa. Và khi mình thấy Chúa tha thứ cho mình như vậy rồi thì anh em xúc phạm đến mình mới có thể có khả năng mà tha thứ cho anh em của mình được. Và cuối cùng, thưa anh chị em, chúng ta vẫn nói lại Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Có người nói thì cha, con cầu nguyện mà kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ con lo quá, không biết làm sao, nhưng mà không biết có được như mình cầu xin hay không. Rồi có người nhắn, chú con nản quá cha ơi, thấy mình xin không được rồi cha ơi. Chắc quân mình thua rồi cha ơi, quân đỏ thua rồi cha ơi, quân xanh nó thắng rồi cha ơi. Ui rồi suốt ngày tôi nhận được không biết bao nhiêu là cái tin nhắn, tôi bảo bố tôi đâu có bầu Tổng thống Mỹ đâu mà sao mà làm dữ vậy. Làm như tôi có quyền quyết định không bằng. Thì thưa anh chị em, tôi có nói với họ là thế này: mình tin vào Chúa, mình tin thác vào Chúa là lạy Chúa, dù xảy ra kết quả thế nào con vẫn cứ tin thác vào Chúa. Con vẫn tin vào Chúa là đấng yêu thương, khôn ngoan và đầy quyền năng. Con vẫn tin rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài ý Chúa thì chuyện một tổng thống của cả thế nước mà ảnh hưởng cả thế giới mà lạy Chúa không biết hay sao. Mà tin như vậy. Và đó là cái thách đố của niềm tin. Mà nếu mình tin được như vậy thì chúng mới bảo rằng là có lòng tin bằng hạt cải thì bảo cây dâu này bật rễ lên xuống biển, cây mà mọc nó cũng vâng lời anh em. Có nghĩa là tin thế nào được như vậy. Chúa ban cho, nói với Faustina là ta ban cho con một cái bình, gọi là bình tín thác. Lòng tín thác của con càng mạnh bao nhiêu, tức là cái bình tín thác con mở ra bao nhiêu thì ơn của ta xuống trên con bấy nhiêu. Lòng tín thác của con mà nhỏ như cái bình thắt cổ lại thì ơn của ta không xuống được trên con đâu. Tin thế nào được như vậy. Amen. Lòng thương xót Chúa bao la dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa vòng chán trường con tìm được đâu chốn tựa nương, ngoài lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó tha vào lòng từ ai Chúa xót thương. Trong suối nguồn yêu thương về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Về đây con
xưa dâng dào trong suối nguồn yêu.